Lời Chúa, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, mùng 6 tháng 3, 2022. Chúa chiều cơn công du, sau 40 ngày ăn chay, quỳ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho hòn đá này, hoa bánh đi. Đức Giê-xu đáp lại, người ta sống không chỉ nhờ cơm manh, người ta sống không chỉ nhờ cơm bay. Quỳ nói với người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với các vinh hoa nếu ông bái lạy đi tôi. Đức Giê-xu đáp lại, người phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Đức Chúa. Quỳ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây giao mình xuống đi. Đức Giê-xu đáp lại, người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Lời Chúa, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, mùng 6 tháng 3, 2022. Thưa anh chị em, hôm nay là Chủ nhật đầu tháng 3, tháng Kinh Thánh Giuse, và cũng là Chủ nhật đầu mùa chay. Tha thiết xin Thánh Giuse bầu cử cho chúng ta trong suốt mùa chay thánh này, 40 ngày tĩnh tâm chay thánh với chủ đề bước đi trong thương xót. Xin Thánh Giuse cùng bước đi với mỗi một người chúng ta trong lòng thương xót của Chúa, bước đi trong thương xót, đón nhận lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót với nhau. Và xin Thánh Giuse cầu bầu cho các gia đình, để mỗi người thành viên trong các gia đình cũng bước đi trong thương xót người cha, người mẹ, con cái, người vợ, người chồng, người ông, người bà và anh em, họ hàng, bà con với nhau. Cùng bước đi trong thương xót thì mới có sự hòa thuận, mới có sự bình an, mới thực sự là gia đình hạnh phúc. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, năm C. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nghị Luật chương 26 từ câu 4 đến câu 10. Bài trích sách Đệ Nghị Luật. Ông Môi-se nói với dân rằng, khi anh em đến dâng của đầu mùa, tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Bấy giờ anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em rằng, ông tổ tôi là người Abraham phiêu bạt, đã xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi. Tại đó, người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi. Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. Đức Chúa đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn tán đẩm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con.
anh em sẽ đặt lễ vật trước tôn nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, rồi anh em phủ phục trước tôn nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em mở bài đọc thứ hai trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, chương 10, câu 8 đến câu 13. Roma 10, 8 đến 13. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, Kinh Thánh nói gì? Thưa, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Kitô là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người từ cõi chết sống lại, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thật, có tin thật trong lòng mới được nên công chứng, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 câu 1 đến câu 13. Luca 4, 1 đến 13. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì người thấy đói. Bây giờ quỷ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi.
Nhưng Đức Giêsu đáp lại: đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó quỷ đem Đức Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người: tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại: đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng chỉ một mình người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại có lời chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: đã có lời rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Đức Giêsu, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 sách Đệ Nghị Luật, Môi-se nói với anh em rằng khi anh em đến dâng của đầu mùa, tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em mà đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa. Lúc nãy cũng có anh bạn đến nói: thưa cha, con có cái của đầu mùa dâng lên Chúa. Tại vì con thấy nhìn, nghe cha giảng mỗi ngày, thấy cha có hoa, có cây, có kiểng. Có lúc thì thấy đẹp đẹp, có lúc thì cũng thấy xấu. Bảo đúng rồi, người ta cho sao tôi xài vậy. Và tay chúng tôi thì là những tay cứng như đá, tay thô, đâu có phải bàn tay nghệ nhân đâu mà biết cách cắm bông hay cắm hoa làm kiểng gì cho nó đẹp. Thì nếu mà anh chị em thương ai có cái gì đẹp đẹp hay hay thì đưa lên. Hay hơn là anh chị em ngồi đó mà chê. Vì anh chị em có chê chúng tôi cũng chẳng khá hơn được, vì khả năng chúng tôi có vậy. Anh bạn bảo: thưa cha cứ nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giống như là bác sĩ ra nói với người nhà của bệnh nhân: xin đưa về, thành thật chia buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Còn thông báo thì các bác sĩ đã gọi là rất tận tụy hết khả năng, nhưng mà đành bó tay. Thì anh nói: vâng, thì con cũng thông cảm. Cho nên là nhiều khi thấy cha bị người ta chê trách là cắm không đẹp hay là trang trí không nghệ thuật không hay gì cũng thấy tội nghiệp. Chẳng trách gì, giống như là chê cái thằng bé lớp 3 trường làng, bỏ mày viết văn dở với mày không biết làm thơ với lại, hoặc là chê cái anh nông dân là không biết sáng tác bài nhạc. Và đúng, chúng tôi có biết gì mấy cái đó đâu. Chúng tôi chỉ biết có một cái duy nhất thôi. Đố các anh chị biết chúng tôi biết cái gì? Chỉ có lờ tờ sờ. Chỉ biết lờ tờ sờ là lòng thương xót thôi. Còn ngoài ra không biết gì hết. Biết gì hết. Và tôi cũng nói với các cha là chúng tôi vừa là nếu có gì liên quan đến lòng thương xót Chúa thì con sẵn sàng nhận. Còn ngoài ra con không biết gì. Con chỉ có một cái đam mê duy nhất thôi. Và cha giám đốc nói là mỗi người có một cái đam mê, mỗi người có một cái đặc sủng, và hạnh phúc là mình được thể hiện cái đó, được thực hiện cái ước mơ của mình, thể hiện cái khả năng của mình, cái đặc sủng của mình. Cho nên chúng tôi tôn trọng cha lòng. Bảo vâng, con cảm ơn cha giám đốc đã hiểu con như vậy, tốt rồi. Và ngài nói cha cứ làm những gì trong khả năng và trong cái đặc sủng mà Chúa cho cha. Chúng tôi ủng hộ cha. Bảo cảm ơn cha. Thì anh ấy cầm đến đưa tôi cái này. Đưa tôi cái
đưa tôi cái chậu hoa. Tôi nói, ủa cái này hoa đâu mà hoa? Bảo cho từ từ, rồi nó sẽ có hoa. Bảo bao giờ nó có, con không biết. Không biết, mà đưa tôi chậu hoa. Bảo, nhưng mà cha phải có niềm hy vọng chứ, cha phải có niềm tin chứ. Cha cứ giảng là tín thác, tin tưởng mà đứa này mà cha không tin là nó ra bông à. Cha thấy không, nó có giữa một cái đám đất khô cằn này, có cái chồi nó đang mọc lên. Và có mấy cái cọng rong rêu này cũng lên được này. Bảo đúng, đây là hình ảnh của lòng tín thác đây. Đây là hình của những người đang dự buổi tĩnh tâm này đây. Mình có 40 ngày tĩnh tâm mà. Bảo thưa cha, con tĩnh tâm đến ngày hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Thứ tư lễ cho, thứ năm lễ cho, thứ sáu sau lễ cho, thứ bảy sau lễ cho. Hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa chay rồi. Là mấy ngày rồi? 5 ngày rồi. Mà chưa thấy gì. Còn 45 ngày nữa, còn 35 ngày nữa mà. Cái gì đâu, sốt ruột thế. Bảo con cứ muốn sốt sần sột là sốt ruột quá. Tín thác là kiên nhẫn, là đợi chờ trong niềm hy vọng. Và bước đi trong thương xót là bước đi trong niềm hy vọng ấy. Là bước đi trong niềm tin tưởng đấy. Có người bảo, sao chủ đề bước đi trong thương xót là sao đó? Là bước đi trong niềm hy vọng. Là sẽ có ngày đâm chồi nảy lộc. Bao giờ? Chú bảo, cứ gieo, cứ trồng rồi đi ngủ. Mưa hay nắng, ngày hay đêm không cần biết. Đêm thì sương xuống, ngày thì nắng lên. Gió thổi, có nắng, có gió, có mưa, có đất, có cát. Hạt giống sẽ đâm chồi, nảy lộc. Khi nào, như thế nào, việc của Chúa không phải việc của con. Việc của con là cứ đi gieo. Cho nên chúng tôi gieo lòng thương xót, hạt giống lòng thương xót. Mong nó có ngày đâm chồi nảy lộc như thế này đây thưa anh chị em. Đây là hình ảnh mà chúng tôi muốn anh chị em cùng với chúng tôi sống lòng thương xót. Bước đi trong thương xót là bước đi trong hy vọng, bước đi trong bình an, bước đi trong tín thác. Sẽ có ngày hạt giống lòng thương xót đâm chồi nảy lộc. Mà có rồi, nhiều, không những ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế giới nữa. Nhiều lắm thưa anh chị em, nhiều người được ơn sám hối, nhiều được ơn quay trở về, nhiều người được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Đặc biệt là nhiều người ngoại đạo, họ được ơn vì bài đọc 2 Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma nói như thế này. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp. Vì tất cả đều có cùng một Chúa. Là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Sáng nay một bà cụ đến. Cha còn máy không, cho để cho con 10 cái. Bảo, bà mua làm gì? Con mua để cho mấy người ngoại đạo ở chung quanh con. Mấy người đạo ở chung quanh con. Bảo, sao bây giờ bà mua? Jesus chẳng nói gì cha, Jesus con để dành dụ mãi giờ mới được bằng này tiền để mua 10 cái. Bảo thôi bà ơi, tôi tặng bà mà đâu có sao đâu, bà mua chi. Rồi nhưng mà con muốn đóng góp với cha. Bảo đóng góp thì bà làm việc bác ái cũng được mà. Nhưng mà bây giờ thì hết máy rồi. Bảo xin nhanh vậy cha, mới nói 10.000 cái mà. Bà tính coi hôm nay là mới ngày 16 tháng 3 coi như vừa tròn một tháng. Một tháng mà hết 10.000 cái máy, 10.000 cuốn sách. Bây giờ tôi đã in lại 10.000 cuốn sách kinh nguyện lòng Chúa thương xót rồi. Đã in thêm được 10.000 cuốn, tức là 20.000 cuốn rồi. Mà có những giáo sư nói cho con 60 cuốn và cho hội đồng mục vụ và cho các đoàn thể. Nghe thấy thích quá. Rồi mấy bài giảng lòng thương xót Chúa 20.000 cái đã hết rồi. 2 tháng 20.000 cái. Có
người nói: Thưa cha, cho con xin 5 cái máy lòng thương xót Chúa này, rồi nở thì không nở, mà cầm thì nặng mói cả tay. Cha không có kiên nhẫn gì cả, cha cầm tí nó kêu nặng rồi. Mà Chúa cầm cha biết bao nhiêu năm nay. Thưa anh chị em, nói cha cho con xin 5 cái này, mấy bệnh nhân, mấy lòng thương xót để làm gì? Con gửi cho cha vào các nhà hưu, cho các cha già. Tại vì có một cha, con vào nhà hưu, ngày cầm cái máy nó cũ lắm rồi. Mà ngày nghe, ngày bảo tao nghe để dành, mỗi ngày tao nghe một bài thôi. Nghe bài, nghe đi, nghe lại, bảo làm gì? Để cho nó thấm bài đó rồi mai tao nghe tiếp, cha già. Thì cái máy đó, nó, tại vì ngày cứ xoay, tua đi tua lại mà. Ta, thay vì ta nghe đi luôn từ đầu đến cuối. Ngày đi nghe hết bài, nghe lại, nghe hết bài, hết lành, hết ngày đó, nghe tới gần chục lần. Rồi mai mới bở tới bài thứ hai. Cũng hay đó, nhưng mà máy thì mau hư. Mà ngay bảo ta phải nghe đi nghe lại cho nó thấm lời Chúa. Người già về hưu rồi, mà đi đâu lúc nào cũng ôm cái máy, dọn phòng hay đi chỗ nào cũng ôm cái máy theo, để nghe đi nghe lại. Rồi máy dành cho những bệnh nhân. Thực ra bây giờ những bệnh nhân họ nằm, tụi con đi thăm, ai cũng mong ước được nghe lời Chúa thôi. Vì chúng con có khuyên, bảo khuyên cái gì được. Tôi nói đừng có khuyên. Khuyên họ bảo cứ đau đi rồi biết. Chị, lúc chị khỏe, chị xoa đầu đứa kia bảo ôi nha, vui lòng chịu đau khổ vì Chúa nha. Ê, kết hợp đau đi rồi biết. Đau đi rồi biết. Lúc mình khỏe, mình nói dễ. Nhưng mà lúc mình đau, lúc anh có tiền anh bảo là chia sẻ cho người nghèo vân vân và vân vân, mà lúc anh đói anh mới thấy rằng là cần được chia sẻ như thế nào. Còn anh đang giàu có mà anh đang là đại gia, anh đâu biết cái khổ của người nghèo nó như thế nào, cho nên anh đâu có chia sẻ cho người ta. Chứ phải cho anh lật đổ người giàu có, hạ bệ những kẻ quyền thế xuống khỏi ngai vàng, cho những người giàu có trở về tay không. Lúc đó nó mới biết thương người nghèo. Lúc đó những người quyền thế mới biết bị áp bức nó đau khổ nhục nhã như thế nào. Chú lật đổ những kẻ quyền thế và cho người giàu có trở về tay không. Đọc kinh Magnificat đi. Thì lúc đó mình mới thấy phải thương họ như thế nào, cần như thế nào. Vì thế mà tôi nói thôi được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng làm thêm mấy bệnh nhân nữa. Lại có bạn trẻ khác nói: Thưa cha, cha cho con cuốn sách thơ tình lòng thương xót, mà cha chẳng cho con cái máy thơ tình lòng thương xót, radio thơ tình lòng thương xót. Nói rất tiếc là máy này tôi làm in 2.000 cuốn sách mà làm được mới có 1.000 cái máy. Máy về không kịp. Máy này chúng tôi phải đặt tận cái hãng nó làm riêng. Vì bây giờ ra ngoài thị trường trôi nổi chỉ có chừng mỗi tiệm tôi gom được 50 cái máy là hết cỡ. Nó bảo anh ơi thông cảm chứ bây giờ mà tôi lấy về cả 1.000 máy bán cho ai. Bởi họ toàn là lên mạng họ coi, chứ họ đâu có mua cái máy này nữa. Vào đúng, gom lại mà đủ thứ loại thì nó không có ra làm sao. Cái thì tốt, cái thì dở, cái thì hay. Cho nên phải đặt tận cái hãng. Ở bên nước ngoài họ mua nhiên liệu, họ làm xong rồi họ gửi về, mà mình phải đặt số lượng nhiều, 10.000 cái trở lên họ mới làm. Mà như vậy thì nó lâu, mà anh chị em thì mòn mỏi khao khát. Và như thế mình thấy rằng là những người ngoại đạo họ vẫn, cái bà đó con cho này cho người ngoại đạo ấy cha, mà người ngoại đạo họ thích lắm, họ nghe họ bảo được lắm, rồi họ bảo họ xin ơn được. Tôi nói họ xin ơn được thì họ được, chứ làm sao mình nói thế nào được. Thưa anh chị em, làm sao mình nói thế nào là được hay không được, thế không ạ? Đây nè, không còn phân biệt cho Thái Hy Lạp, tất cả đều có một Chúa là đứng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Ngài. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Vậy thì tại sao mà mình không kêu cầu? Đúng không? Tại sao không kêu cầu lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn? Vậy thì thưa anh chị em và các bạn, chúng ta dễ bị cám dỗ. Dễ bị cám dỗ là một, là mình mê tín. Hai là mình vô tín. Vô tín là không tin. Mê tín là tin mà tin không có được sáng suốt, u mê. Rồi dễ đi đến cuồng tín. Mình dễ bị những cái cám dỗ đó.
Cái cám dỗ mà ma quỷ nó cũng cám dỗ Chúa. Chúa Giêsu trong thân phận con người, Ngài chấp nhận hết tất cả mọi cái của thân phận con người, chịu đựng mọi cái của thân phận con người. Chỉ duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Còn Ngài có buồn không? Ngài có khóc không? Ngài có đau không? Ngài có đói không? Ngài có mệt không? Có. Hết tất cả thân phận con người như thế nào thì Ngài gánh chịu cùng với chúng ta như thế. Và đó là lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là của một người quyền năng ở trên rót xuống, như những người giàu có rót xuống, mà không biết cái thân phận của những người đói khổ nó như thế nào. Cho nên Chúa bỏ hết tất cả những vinh quang, giàu có, danh dự, buông hết tất cả để xuống thế làm người như chúng ta mọi đàng. Và 40 ngày chay thánh này, anh chị em mình cảm nhận được rằng có một Thiên Chúa đang đồng hành với mình trong những ngày này. Có một Thiên Chúa đang bước đi trong thương xót với mình. Vì chủ đề của chúng ta là bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Mà chính cái bước đường đi trong thương xót đấy, mình chấp nhận có đường trơn tru, có đường gồ ghề, có đường sỏi đá, có đường trơn trượt, cũng có khi gặp đường cao tốc. Đường cao tốc là cái đường cũng dễ bị tai nạn, vì mình bị cám dỗ là có vô ga đạp hết ga đi. Trong nhóm anh em chúng tôi đi lễ hay đi công tác, con bé, nó bé mà nó ré rất to, luôn luôn đi xong mà nó về trước. Anh kia nói, thưa cha, con đi trước nó mà tí đã thấy nó vụt qua trước mặt con. Nó bé mà đi xe to mà nó rồ ga, bao nhiêu ga nó tống hết. Mà chúng ta thấy là mình cũng dễ bị cái cám dỗ là thấy nó hơn mình có chịu thua không? Bảo con cũng tức quá, con cũng đẩy ga, nhưng mà xe con nó cũ hơn xe nó. Không đuổi với nó, mình dễ bị cám dỗ, dễ bị khích tướng. Cái cám dỗ là khích tướng ấy, thưa anh chị em. Ông có ngon, ông nhảy xuống đi. Có ngon, ông nhảy xuống đi. Vì có lời Chúa rằng Thiên Chúa sẽ tay đỡ, tay nâng để ông không bị vấp chân vào đá. Mày là ông con trai mà không biết uống rượu. Nam như nam vô tiểu như kỳ vô phong. Trai mà không biết uống rượu như cờ mà nó không có gió, nó cứ rũ xuống. Phải có gió nó mới thổi cờ được. Đàn ông phải biết uống rượu. À, anh đi xù nhà mãi với vợ. Ở nhà với vợ biết ngày nào khôn. Nó không nói như thế. Phải đi nếm mùi đời. Tăng hai, tăng ba cái thứ. Mình dễ bị khích tướng như vậy lắm. Thấy không? Dễ bị khích tướng. Và Đức Giê-xu cũng bị ma quỷ nó khích tướng. Này, đói thì phải không? Đói thì ăn phải không? Mà lấy gì ăn? Ông ngon mà. Ông nói ông là con Thiên Chúa, ông là đấng đầy quyền năng, thì ông biến cái đá này nè, đây là cục đá này nè. Đó. Ông uống bà la, ông uống xì bà, đá thành bánh mà ăn, làm cho người ta lác mắt hết là người ta tin ông thôi. Làm không? Ngu gì cũng làm. Thứ nhất, làm để có bánh mà ăn khỏi mua đỡ tốn tiền. Thứ hai là làm như vậy là quỳ xuống nó lại, úi dồi ôi, suy sụp bái lại đi theo liền. Đi theo đi, không cần phải làm gì cả. Ông cứ úm bà là úm xì bà là bánh đá thành bánh liền. Úm bà là úm xì bà là đất thành thịt liền. Úm bà là úm xì bà là có tôm hùm liền. Đi theo đi chứ còn gì mà ông đi theo. Mình dễ bị cái cám dỗ đó. Và ngày hôm nay chúng ta cũng dễ bị cám dỗ để tỏ cái uy quyền nó ra.
để tỏ cái sự giàu sang, cái sự lộng lẫy đó ra. Xây nhà thờ to lớn, không biết vinh danh Chúa hay vinh danh mình. Làm những công trình để đời, ghi dấu ấn. Mình chết rồi còn lo ghi dấu ấn làm cái gì? Vinh quang thuộc về lòng thương xót Chúa, sỉ nhục là kỷ phần của tôi. Chúa nói với Faustina như vậy. Và Chúa nói với Faustina, và Faustina cũng nói luôn lại với Chúa rằng: lạy Chúa, tấm áo choàng sỉ nhục của Chúa phải phủ trên người của con, vì Chúa nói học trò sao hơn thầy, đầy tớ sao hơn chủ. Họ đối xử với thầy thế nào thì cũng sẽ đối xử với con như vậy. Họ đã đóng đinh thầy thập giá, họ đã lột áo thầy, họ sỉ nhục thầy, mạo gai đội trên đầu, mà con thì đòi hơn thầy, tìm những sự vinh quang của thế trần là cái gì? Đó là cái cám dỗ đấy. Mà cám dỗ ngày hôm nay mình dễ nói rằng là đấy là vinh quang Chúa đấy. Thấy không ạ? Có người nói: chà, con mới làm cái tượng đài cao, cả xóm đến, trời ơi, đẹp quá, nhà công nhận, tượng cao, Chúa lớn, mẹ bự, cái gì cũng nhất xóm hết. Giờ họ đến nhà con đông, vậy thì vinh danh ai? Thấy không? Vinh danh ai? Anh hãnh diện mà, nhà con tượng to, đài con to, tượng con lớn, mẹ con đẹp, cái gì cũng nhất hết. Vinh danh ai? Và đó là cái mà nó cám dỗ Chúa Giêsu, là tìm vinh quang thế trần và vinh danh mình. Trong khi đó Chúa Giêsu nói rằng của ăn của ta là làm theo ý của cha đứng đã sai ta, chứ không phải làm theo ý của ta. Mà mình thì hay bị cái cám dỗ như vậy. Cái cám dỗ là tìm vinh quang thế trần. Mà muốn được như vậy thì mình lại dễ bị cái cám dỗ là đi theo những người có tiền, có quyền, có danh, có chức. Đó là cái cám dỗ. Có người biện luận, biện hộ rằng thì phải đi theo họ thì mới có tiền chứ, có tiền thì mới làm được chứ. Nghe đúng không? Đúng. Đó là lý luận của thế gian và đó là cám dỗ của ma quỷ. Tôi nói anh nói đúng. Khôn ngoan của thế gian là tìm những người giàu có, tìm những người có tiền, thậm chí mà mùng một Tết thăm mẹ, chưa đi thăm mẹ mà phải đi thăm đại gia trước cơ mà. Rồi người ta chết thì phải lo đến mà làm lễ đồng tế cho người ta mà. Vì đó là cái cám dỗ của những người có tiền, có quyền, thì phải chạy theo họ. Và nói rằng như vậy thì mới làm được công trình này, mới làm được nhà sứ, làm được nhà thờ, nhà kia, vân vân. Tôi nói đúng. Đó là lý luận, đó là suy nghĩ và đó là khôn ngoan của thế gian. Còn con đường mà mình tính tâm gọi là gì? Bước đi to lên, bước đi trong thương xót, chứ không phải bước đi trong tiền bạc, không phải bước đi trong danh vọng, không phải bước đi trong chức tước, không phải bước đi trong địa vị. Cậy vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Giống như Chúa nói với Satan, ngươi thờ lại một mình Thiên Chúa mà thôi. Ông thờ lại tôi đi. Tất cả vinh quang, tiền bạc thế gian này thuộc về ông hết. Quá dễ mà. Và ngày hôm nay đó là cái cám dỗ đó. Cám dỗ là mình cứ phải chạy theo những người có tiền, có quyền, rồi lệ thuộc vào họ, rồi quỵ lụy họ. Rồi lúc nào cũng phải xin lỗi, phải bỡ đỡ họ nữa. Phải chiều chuộng họ nữa. Họ muốn gì cũng phải chiều họ. Còn những người nghèo thì sao? Những người thấp cổ bé miệng thì sao? Làm được cho người giàu, còn những người nghèo có làm được hay không? Nếu anh làm cho người giàu long trọng từ đám cưới đến đám tang, thì cũng phải làm cho người nghèo như vậy. Tôi đồng ý, anh muốn làm sao thì làm. Miễn là người nghèo cũng được quyền lợi như thế, vì họ không phân biệt Do Thái hay người Hy Lạp, tất cả đều có cùng một Chúa, là đứng quảng lại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế chưa? Tất cả.
Tại sao anh làm được cho người giàu mà không làm được cho người nghèo? Mà nếu anh sẽ không làm được cho người nghèo thì đừng làm cho người giàu. Vì anh bắt cầu thì anh phải đi, thì đừng bắt cầu đó nữa. Anh thấy không ạ? Mà anh cứ suy nghĩ đi, người giàu trong xứ anh, trong cộng đoàn anh được bao nhiêu người? Hả? Giỏi lắm, đếm đếm trên đầu ngón tay. Mà anh phục vụ bằng đó người, trong khi anh bỏ rơi cả trăm cả ngàn những con chim nghèo khổ khác sao được? Anh suy nghĩ đi. Đó là cái cám dỗ đó thưa anh chị em. Mà tôi xét tới bản thân tôi rất dễ bị xa trước cám dỗ đó. Tôi cũng ham tiền vậy. Tôi cũng ham quyền vậy. Tôi cũng thích chạy theo người có tiền, có quyền, có chức vậy. Thích chứ, hãnh diện chứ. Đi cạnh những người có chức, có quyền, tự nhiên mình thấy mình cũng được thơm lây chứ. Giê-xu cha, suốt ngày, bố tôi, khách đến tìm toàn thấy những mẹ soạn này. Toàn thấy khố rách áo ôm, cứ củ khoai với củ sắn. Toàn những người quân vô đạo thì cha mà cứ chơi với mấy đứa vơ va vơ vẩn vậy. Cha coi kìa, người ta đi xe hơi kìa. Người ta đi vào nhà hàng kìa. Người ta đi vào nhà thờ lớn kìa. Ta lễ long trọng còn cha. Giê-xu mà, Chúa tôi chán lắm. Nghe cũng đau chứ, nghe cũng buồn, nghe cũng tủi chứ. Thực sự cũng tủi chứ thưa anh chị em. Người ta xuất hiện trước đám đông rồi lên đài, lên mạng đủ thứ hết. Mình lủi tha lủi thủi bốn bức tường. Nhìn vậy tưởng ngon, bốn bức tường chứ có phải là khán đài hay là phim trường cái gì đâu. Méo ma, méo mó. Thôi méo mó có hơn không. Đấy thưa anh chị em, có những lúc tôi cũng bị những cái cám dỗ đó chứ không phải. Và anh chị em mình cũng bị những cám dỗ đó. Hôm vừa rồi chương trình mà hiệp hành với người nghèo đó. Và sau tôi nghĩ, thấy có những phản ảnh của anh chị em. Phản ảnh của anh chị em là làm sao mà cha cố gắng cho tiếng nói của những người như thế họ nói lên được. Của người nghèo, của người tội lỗi, của người xì ke. Và hôm đó của cái anh chàng nào say xỉn đánh vợ đêm tân hôn ấy. Rồi của cặp vợ chồng lên mà còn cứ cãi nhau. Mỗi cái bài hát này mà cũng còn cãi nhau nữa mà thì lúc nào mà nó không cãi nhau. Mà thì đó là đời thường, đó là như thế. Để nghe được tiếng nói của họ. Tôi nói với cha giám đốc, cha nào cho các em xì ke ma túy nó hiệp hành với cha. Vì cha là linh hoạt viên, để cha nghe được tiếng nói của những người tội lỗi, của người xì ke ma túy. Chứ còn nghe được tiếng nói của các bác sĩ, của các sinh viên, của các giáo sư, của những người trí thức, của những người đạo đức thì nó ngọt lắm, nó ngon lắm, nó thơm lắm. Nhưng mà nghe tiếng nói của hôi tanh, của mùi bùn, của nhơ nhớp, của xì ke, của thuốc phiện đấy. Mình dễ bị cái cám dỗ đó. Và ma quỷ nó rất nhiều lần, nó cám dỗ Đức Giê-xu luôn luôn là đi tìm vinh quang thế trần. Cứu độ bằng con đường của trần gian là vinh quang, là quyền lực. Mà thực sự, nhiều khi tội sốt ruột với Chúa lắm. Cứ để cho mấy thằng trời đánh thánh vật nó cứ lên mãi. Tội nghiệp cái nước bé bé cứ bị bắt nạt. Thằng to đùng nó đem quân nó đánh. Tội nghiệp. Sao Chúa không cho đoàn binh trên trời thiên thần giáng một phát xuống thì nó tàn tành hết cái đám binh rồi nó chừa. Chú bảo bước đi trong thường xót, không phải bước đi trong quyền lực con à. Sao Chúa không để cho mấy cái đứa tham nhũng hối lộ tham quan ấy, cho nó đứa nào nó bị Covid hết đi, cho nó biết thế nào lễ độ. Ừ, nó tham quan rồi cái gì đấy que thử có một món nâng giá lên cả trăm, nó lời như thế mà Chúa lại cứ để. Sao Chúa không cho cái đứa nào cứ bán que thử là nó thử xong là nó cứ ba vạch chứ không phải hai vạch. Cho nó chừa đi. Bước đi trong thường xót. Bước đi trong thường xót. Bước đi trong thường xót. Có năm chữ thôi. Mà không dễ tí nào. Thế không ạ? Sốt ruột lắm.
sốt ruột lắm. Cuối cùng Chúa nói, người khác nói, Chúa cứ để cho ông cha Long ống lại nhại tới bao giờ vậy? Cứ để cho ông dạng làm thơ sót tới bao giờ vậy? Cho ông đi về hưu luôn đi. Cho ông chết bầm trên dập đầu cho ông xong đi. Cứ phải lắm chuyện được người này nói, người kia nói, xóa tên ông trên bản đồ luôn đi Chúa. Trần Đình Long không còn trên thế gian này nữa là êm chuyện hết, chứ có gì đâu mà phải lùi thôi văn bản này văn bản kia cho nó mệt. Cứ cho nó chết bất đắc kỳ tử, hư lăn đùng rồi êm chuyện hết. Bước đi trọng thường xót. Giê-xu mừng quá, lạy Chúa tôi, Chúa mà nghe anh kia nó xú dại là chết con rồi, Chúa ơi, Giê-xu Maria mừng quá. Đấy, cứ nghĩ đến người ta thế này, người ta thế kia, mà lúc cuối cùng soi lại mình, Chúa không thương xót mình thì mình chết chắc rồi. Cho nên Chúa vẫn bị ma quỷ ấy, nó cám dỗ ở cái chỗ là sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Chúa, xoay hết cách, quỷ bỏ đi hết chưa? Chưa, chờ đợi thời cơ. Đến mức độ mà sắp kết thúc rồi, hết hai hiệp chính, hai hiệp phụ rồi, mà vẫn còn cám dỗ mà. Lạy cha, nếu có thể được thì cất chén đắng này cho khỏi con. Cất chén đắng này cho khỏi con, đó là cám dỗ của ai? Ma quỷ. Con không chịu nổi thánh giá đâu, đau khổ, nhục nhã, con không chịu nổi. Nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Vẫn còn kiếm thời cơ để cám dỗ. Hết chưa? Chưa. Trên thập giá, phút bù giờ cuối cùng, một ăn hai thua. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Dưới chân thập giá cũng bảo, ô, có con xuống đi, ông là con Thiên Chúa mà, xuống được đi, thì chúng tôi tin. Nghe được không? Mà Chúa làm được không? Được, mà có làm không? Không. Cái thời cơ cuối cùng vẫn cám dỗ, cho nên là ta vẫn phải cầu nguyện hàng ngày, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Có lần tôi đọc kinh, mấy bà cứ, lạy cha chúng con ở trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin cứ để chúng con xa trước cám dỗ. Tôi nghe bà đọc cái gì? Dạ xin cứ để chúng con xa trước cám dỗ, xin chớ để, bà cứ xin cứ để chúng con xa trước cám dỗ là sao? Đọc mà không biết mình đọc cái gì. Nhưng mà đúng là xa trước cám dỗ nó dễ chịu hơn là không xa trước cám dỗ, đúng không? Đi nhậu với đi lễ, anh chọn cái nào? Đi nhậu, xa trước cám dỗ dễ chịu hơn là đừng xa trước cám dỗ, vô nhà thờ đi lễ mà nó cũng cổ họng. Giống như là hôm mình ăn chay vừa rồi đó, thứ tư lễ cho đó. Ngày thường anh có thèm gì đâu, mà cứ thứ tư lễ cho, thứ sáu tuần thánh ăn chay là nhìn cái gì cũng ngon. Kia nó bảo cha con bốc lén của cha mấy hột đậu phộng rồi. Bảo bốc hôm nào, bốc hôm thứ tư lễ cho. Bảo ngày thường ta bảo thứ mày muốn ăn gì thì ăn mà sao không ăn. Bảo ngày thường con không thèm mà thứ tư lễ cho, ngồi cái thấy thèm ăn mà. Anh chị em thấy không? Cám dỗ nó cứ suốt như vậy. Và ma quỷ nó lựa thời cơ. Lựa thời cơ. Trong những ngày mùa chay này, trong những ngày tĩnh tâm này, anh chị em tha thiết cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần đưa con vào trong sa mạc như Chúa đã đưa Chúa Giêsu vào trong sa mạc. Không có Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu làm sao chống nổi? Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta làm sao chống nổi? Mà Chúa Giêsu luôn kết hợp ba ngôi là một, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần là một. Thì hãy để cho Chúa với mình là một với nhau, để Chúa cùng chịu cám dỗ với con, và con sẽ thắng, vì con làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho con. Lạy Chúa,
Cuộc đời chúng con đầy những cám dỗ, và rất nhiều lần chúng con đã xa trước cám dỗ. Rất nhiều lần chúng con đã phạm tội, đã bỏ Chúa, đã đi theo tiếng gọi của ma quỷ, của thế gian. Không bước đi trong thương xót mà bước đi trong quyền lực, trong tiền bạc, trong danh vọng, trong dục vọng. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa thương xót, xin Chúa chữa lành, và xin Chúa cùng bước đi với chúng con để chúng con thắng được mọi cám dỗ bằng sức mạnh của Chúa, bằng quyền năng của lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Sống ở trên dương gian quy dân lối đường, nhưng ai thèm mê ăn uống, lòng con mê muội xác thịt bánh trái ngon. Chúng ta luôn thức tỉnh, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Quỳ dân lối đường, đây chỗ cao sang lợi lòng tiền tài, cùng với cán vinh hoa nếu ta ưng làm nô lệ, chúng ta luôn thức tỉnh. Người phải thơ lời Đức Chúa là Thiên Chúa của người, và phải thơ phượng một mình Đức Chúa. Dẫn lối đường đến ai lòng luôn thanh thương, lòng kiêu ngạo và lòng dối gian, chúng ta luôn thức tỉnh. Người chớ thử thánh Đức Chúa là Thiên Chúa của người, người chớ thử thánh Đức Chúa là Thiên Chúa của người.